Mình đang ở trên trên cao này. Mình đang lên trên núi rồi. Mình đang ở mép rừng già đây. Cách cách 5 mét là bước chân vào rừng già đây. Rừng già cổ thụ. Đấy, những cái cây cổ thụ. Cách 5 mét. Mình đang đi ở cái biên của rừng già. Gió rít, gió bay xào xạc lá của rừng già, cuốn nhau thổi rít. Mọi người ai đi rừng già sẽ thấy cái phong cảnh của rừng già nó như thế nào. Toàn cây là cây. Thấy không? Thấy rừng già không? Mình sẽ quay sát cảnh sát cái nó của rừng già. Mình ở rừng nhiều nhưng mình chả biết là cây gì, chỉ biết là cây rừng. Nó nhiều loại cây không thể hiểu được, chỉ biết nó là cây rừng. Cây rừng thì nó là ba la, không biết là tên là cây gì. Gỗ rừng thì nó cũng nhiều loại, nói chung cái thảm thực vật của Việt Nam thì nó vô tận, không biết cây gì mới cây gì, chỉ biết là cây rừng, chỉ biết là cây cổ thụ. Mùa hè mà vào rừng già thì nhưng mà đối với một số tỉnh thôi, còn đối với ở Tây Nguyên thì mùa nào như mùa nào, vào rừng già hay là gì thì nó đều ở cái độ cao rất là cao, đều là 1.500-2.000 mét, hơn 2.000 mét, nên là lúc nào cũng lạnh, đứng ở ngoài cũng thấy lạnh ấy, chứ không nói là bước chân vào trong rừng. Nhưng mà nhiệt độ nó thấp hẳn, buổi đêm ấy thì khi nó xuống tới 6-7 độ, mà không phải là mùa đông nữa nhá, không phải mùa đông của các tỉnh nha, mà là mùa, ví dụ như là mùa hè đi, mùa hè của Sài Gòn là khoảng 35-37 độ đi, miền Bắc Hà Nội cũng khoảng 35-37 độ của mùa hè đi, thì tại ở đây ban ngày vẫn chỉ có 18-20 độ, và đêm xuống thì 7 độ 8 độ 9 độ, tại vì ở đây là vùng núi cao, cao vút. Ở đây vùng cao thì nó độ cao nó cao, nó là dãy Trường Sơn nó cao lắm, nên là quanh năm nó lạnh, bởi vậy nó mới phụ thuộc cái điều kiện khí hậu nó rất là tốt để trồng dược liệu như là cây sâm ngọc linh ở cái vùng này. Mình đứng đây mình quay, ở đây gần tối rồi, chắc không biết mọi người nhìn có rõ không, chắc sẩm tối rồi, chuẩn bị về nán nấu cơm ăn tối. Hôm nay Tết dương lịch, anh em nó đua nhau nó về nhà, đua nhau nó về ở dưới bản ấy mà, anh em toàn anh em người địa phương ở dưới bản ấy mà.